Chào mừng các em đã đến với tiết học trực tuyến của Phòng Giáo dục Đào tạo quận Gò Vấp. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em học môn toán lớp 4 tuần 10, bài luyện tập trang 55. Sau bài học, các em sẽ nhận biết được góc tù, góc nhọn, góc bẹt, góc vuông, đường cao của hình tam giác. Vẽ được hình chữ nhật, hình vuông. Trước tiên, cô và các em hãy cùng ôn tập lại một số kiến thức đã học nhé. Góc nhọn bé hơn góc vuông. Góc tù lớn hơn góc vuông. Một góc bẹt bằng hai góc vuông. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài học bằng cách tham gia một trò chơi nhé. Trò chơi của chúng ta hôm nay mang tên Giải cứu nông trại. Chúng ta sẽ đến trái đất để xâm chiếm và sẽ biến nó thành nhà của mình. Chúng đã bắt cóc các loài động vật rồi. Các em hãy giải đúng các câu hỏi để giải cứu các loài động vật nhé. Em hãy ghi tên các góc vuông, góc tù, góc nhọn, góc bẹt có trong hình sau. Để biết được tam giác ABC có bao nhiêu góc vuông, em sẽ sử dụng thước Euler. Như vậy, ta thấy tam giác ABC có góc vuông là góc BAC. Các góc nhọn là góc ABC, góc ABM, góc MBC, góc ACB, góc AMB. Góc tù là góc BMC, góc bẹt là góc AMC. Em hãy ghi tên các góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt có trong hình sau. Đáp án của cô là góc vuông là góc DAB, ADC. DBC. Góc nhọn là các góc ABD, ADB, BDC, BCD. Góc tù là góc ABC. Không có góc bẹt nào. Câu tiếp theo. AH là đường cao của hình tam giác ABC, đúng hay sai? Quan sát hình vẽ bên, rõ ràng ta thấy cạnh AB là đường cao của tam giác ABC vì cạnh AB vuông góc với cạnh đáy BC. Còn cạnh AH không phải là đường cao của tam giác ABC vì cạnh AH không vuông góc với cạnh đáy BC. Do đó, đáp án là sai. AB là đường cao của hình tam giác ABC, đúng hay sai? Ta thấy rằng AB vuông góc với cạnh đáy BC, do đó AB là đường cao của hình tam giác ABC. Đáp án đúng.
Các em hãy vẽ hình vuông ABCD có cạnh là AB bằng 3 cm. Cách vẽ như sau. Vẽ đoạn thẳng AB bằng 3 cm. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Lấy đoạn thẳng BC bằng 3 cm. Vẽ đường thẳng vuông góc với BC tại C. Đoạn thẳng CD bằng 3 cm. Nối A với D, ta được hình vuông ABCD. Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB bằng 6 cm, chiều rộng AD bằng 4 cm. Cách vẽ như sau. Vẽ đoạn thẳng AB bằng 6 cm. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Viết đoạn thẳng BC bằng 4 cm. Vẽ đường thẳng vuông góc với BC tại C. CD bằng 6 cm. Nối A với D, ta được hình chữ nhật ABCD. AD bằng 4 cm. M là trung điểm của AD, vậy AM bằng MD bằng 2 cm. Đặt thước lên đường thẳng AD, đánh dấu điểm M, sao cho AM bằng MD bằng 2 cm. BC bằng 4 cm. N là trung điểm của BC, vậy BN bằng NC bằng 2 cm. Đặt thước lên đường thẳng BC, đánh dấu điểm N, sao cho BN bằng NC bằng 2 cm. Nối M với N, ta được các hình tứ giác đều là hình chữ nhật. Em hãy nêu tên các hình chữ nhật, nêu tên các cạnh song song với cạnh AB. Đáp án của cô là tên các hình chữ nhật là A, B, N, M, M, N, C, D, A, B, C, D. Cạnh song song với cạnh AB là cạnh MN, cạnh DC. Chúc mừng các em đã hoàn thành tất cả các câu hỏi. Như vậy là chúng mình đã giải cứu được các loài động vật rồi đấy. Như vậy là cô và các em vừa học xong bài luyện tập trang 55 rồi đấy. Các em hãy về xem lại bài và chuẩn bị bài nhân số có một chữ số nhé. Tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.